rưỡi người ta lại được công việc, người ta đi vắng rồi, không ấy được. Phải để thế thì để sáng mai thôi. Sáng mai xem. Vâng. Chào anh chị nhá, đây có cái nhà cấp 4 này, 63m2 này, đây là sân cổng này. Đấy, sân cổng thôi nhá. Sân cổng đây. Anh ơi, trước 7 giờ khách chú đến xem được không? Trước 7 giờ được không? Đây nhá, cái nhà này là 63m2, đây là phòng khách này. Đấy, phòng khách này. Cực đẹp luôn nhá. Đấy. Đóng trần hết rồi nhá. Đây, nhìn thấy chưa? Anh chị nhìn thấy nào? Đấy. Bây giờ mình vào phía trong của căn nhà nhá. Đấy, từ phòng khách này. Đấy, tới phòng ngủ này. Đấy, đầy đủ công năng này. À, dưới cầu thang đặt tủ này. Đây có lối lên gác xếp này. Đấy, tí sẽ quay cho anh chị xem gác xếp này. Từ không gian phòng khách cho sân cổng qua phòng ngủ thì là tới không gian của căn bếp này. Bếp này đầy đủ công năng nhé, bếp bồn rửa này. Đấy. Chỗ để tủ lạnh này cũng đã ốp tường hết rồi này. Sau cái bếp là nhà vệ sinh này, đây nhà vệ sinh đây này, nhà vệ sinh này rộng thoải mái nhá, nhà vệ sinh nhá, bếp này. Đấy, căn nhà đây, đây nhá, căn nhà đây nhá. Đấy, giờ mình lên gần gác xếp. Đấy, từ không gian của phòng khách này, phòng ngủ này, đây là lối lên gác xếp này. Đấy, lối lên gác xếp thì cũng đã đóng trần này. Đây, đầy đủ đồ này. Đấy. Đấy, phòng khách này nhá. Đây, sân cổng đây. Sân cổng đây nhá. Sân cổng đây nhá. Đấy. Chỗ để xe máy thoải mái luôn này. Ok anh chị nhá. Đấy, anh chị xem nhà đi. Đấy, cái sân cổng đây nhá. Nếu anh chị thấy cái căn này ưng, anh chị liên lạc với anh Minh, số điện thoại là 03888-32303 hoặc là 0988-60616. Anh Minh sàn bất động sản Ano Nhà Đất 365 nhé. Nếu anh chị chưa đăng ký video, anh chị đăng ký video để nhận được những thông tin sản phẩm mới nhất. Hẹn gặp lại anh chị ở sản phẩm tiếp theo.